tòa thuận hợp tác để đem đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để triển khai những dịch vụ tiện ích tận dụng lợi thế từ hệ sinh thái sản sản phẩm phong phú của VinGroup và Viettel, đồng thời xây dựng những dịch vụ kết hợp những ưu điểm vượt trội để cùng phát triển. sở hữu hàng nghìn địa điểm trên toàn quốc, bao gồm trụ sở tại các tỉnh trên thành phố, hệ thống siêu thị, cửa hàng giao dịch và hệ thống bưu cục đều nằm ở các vị trí trung tâm, diện tích lớn, cùng với kinh nghiệm phát triển mạng lưới phân phối, kinh doanh lớn nhất Việt Nam. Vingroup và Viettel. Cùng các công ty thành viên sẽ phối hợp nhằm triển khai các dịch vụ phục vụ khách hàng và phục vụ hoạt động của hai bên. Cụ thể, Vingroup sẽ khảo sát xây dựng mạng lưới điểm sạc, đổi pin xe điện tại các địa điểm kinh doanh của Viettel. Viettel cũng sẽ nghiên cứu để các điểm giao dịch viễn thông, cửa hàng bán lẻ, bưu cục chuyển phát nhanh sẽ trở thành nơi phân phối, bán các sản phẩm công nghệ của Vinsmart. Là tập đoàn có quy mô nhân sự nhân sự lớn, phạm vi hoạt động rộng, và có chính sách phúc lợi tốt. Vietten sẽ nghiên cứu ưu tiên sử dụng các dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng cho các chuyến công tác, nghỉ dưỡng của cán bộ, công nhân viên, cũng như các dịch vụ chăm sóc, khám sức khỏe tại các cơ sở y tế dành cho cán bộ nhân viên tại các cơ sở của Vingroup, cũng như xem xét sử dụng dịch vụ của Vinmart, Vinmart cộng, B2BSALES, cho các nhu cầu của mình. Vingroup sẽ nghiên cứu ứng dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông, công nghệ thông tin, VT, trong quản trị doanh nghiệp do Vietten phát triển, văn phòng điện tử chữ ký số ca hóa đơn điện tử tem điện tử giải pháp quản lý cửa hàng kênh phân phối giải pháp big data số liệu điều hành hệ thống camera giám sát thông minh camera nhận diện hình ảnh dịch vụ logistics dịch vụ thu hộ giải pháp quản lý toàn diện trong lĩnh vực bất động sản dịch vụ thanh toán điện tử giải pháp trình chiếu nội dung số hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng hệ thống hội nghị truyền hình các giải pháp cảnh báo hệ thống quản lý thuốc các phần mềm Giải pháp ứng dụng cho lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp và các sản phẩm viễn thông di động. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Vietten chia sẻ, là tập đoàn toàn cầu, Vietten đang hợp tác với hàng nghìn đối tác trên toàn thế giới để cùng phát triển. Chúng tôi cũng là doanh nghiệp có kinh nghiệm nhất ở Việt Nam về phát triển công nghệ. Việc hợp tác với VinGroup giúp chúng tôi đẩy mạnh cam kết tiên phong kiến tạo xã hội số ở Việt Nam. Ông Võ Quang Huệ, Phó Tổng giám đốc tập đoàn VinGroup cho biết Vingroup đang thực hiện mạnh mẽ chiến lược chuyển hướng thành tập đoàn công nghệ, công nghiệp, dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Với việc hợp tác cùng Viettel, chúng tôi sẽ cùng đồng hành để phát huy những lợi thế của hai bên, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, thương mại dịch vụ. Việc Vingroup và Viettel ký thỏa thuận hợp tác nằm trong chiến lược mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hai bên.